Xin chào toàn thể anh em. Giờ cũng trời cũng sáng ở đây. Này, đây là thành quả hôm qua của em. Giờ với trên đây anh em ơi. Em quên cái giỏ theo. Quên em cái túi đựng chim theo. Qua chim đi mạnh thấy ghê luôn, đang đẹp chim đi mạnh tự nhiên đóng nó mương cái gọi xu gụ luôn. Mất tiêu trơn, không thấy con nào gái cho. Chắc đời thôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy chắc đời quá. Còn bún nữa. Anh em yên tâm đi. Con chim con cò vô tới tay của em rồi là hình như là cơ hội thoát của nó là hình như là rất là thấp. Em không cho có cơ hội thoát đâu. Chứ đừng nó mà vô tay em rồi mà nó xảy em cột cánh cột giò là chạy đường gì nữa, làm chim cực khổ lắm. Cho nên bởi vì em bắt được con chim em gửi kỹ lắm. Ô, được 6 con luôn hả? Tưởng 5 con hả? À, được 6 con cũng được. 6 con em ơi. Sao nãy tùm lum quá. Ô, dùng sạch nha. 6 con đây. Con chim mà vô tay em rồi chim mà vô tay em rồi thì coi như là xảy là gần như là thấp lắm, tỷ lệ là tỷ lệ mà sống ở ngoài của nó là gần như là bằng không luôn á. Tính em ăn chắc mặt bền lắm, cứ mà vô túi rồi coi như là xong rồi, nó đã được định đoạt. Từ đó em làm sảy con một luôn á, mà sảy lát bắt lại luôn, sảy quắt sảy ba bữa kia em đù em bắt luôn, chụp lại rồi xong dính là cái đợt em bẫy với cái bãi gì mà em ruộng đồ về ở La Dung Thái Đét vậy đó. Em bẫy bãi nữa đó. Đang cầm á bị nó dãy bị giột tay gốc anh qua cái dèo liền chưa. Ừ, mày điếm ghê ha, nó chim mày điếm ghê ha. Hôm qua chim đi mạnh ghê, lúc đó 7 giờ là chim đi, thường là em 8 9 giờ thường là mạnh nhất 11 12 giờ. Mà qua 7 mấy mà đi 2 3 con á. Xong để cho đám mưa thối thằng thiên địa hội luôn. Ngồi chui rút anh em coi mình mấy nè. Ngồi chui rút nhưng khỉ giọt ở trên đây thì mưa à. Mua con sợi nó cũng tùm lum hết trơn, nó tạt rồi. Đem hộp cơm chưa kịp ăn nữa nè. Ngày qua có thằng bạn đó, hai anh em rủ nhậu, hai anh em làm đâu có cái lẩu đó, hai anh em ngồi cưa qua cưa lại họ hết trơn lít. Xong rồi đâu lúc 11 12 giờ đó là nhậu tới đâu hai mấy đó rồi uống cà phê xong cái chạy về. Xong rồi làm lủng bánh xe nữa chứ. Xe bị lủng đá em chạy về rồi quên ta lưới nữa. Lấy cái đầu mới về đổi xe bữa nay lấy chiếc xe khác chạy nữa. Chán đời thiệt. Lủng bánh xe mà còn bỏ quên lưới nữa. Quên lưới hồi về để lưới xong còn bỏ quên cái túi nữa chứ. Đúng là xỉn say làm con người không tỉnh táo ha. Nhờ tôi nhận thức bắt chim bắt đầu à. Sáng nó không ra cái em nằm chập mắt xíu. Trời ơi. Sáng nó ra đậu nó nhóc hết trơn. Tức gì đâu. Sáng ra nó lợi dưới chân lưới hai ba con luôn mà hai con hai bên lùa không được cho nên em quyết định bắt con à. Lùa bằng con. Anh em mấy nay không biết được nhiều không ta? Em cứ về thôi anh em ơi. Chim cò chúng mà con gì thổi nó cũng hết rồi chứ đâu còn hoài để bắt hoài nữa. Còn là dân lóc cốc lên can không nè. Nè mấy ông thằng này mấy ông ấy nè. Mấy ông đâu có sẵn hết nè. Tuột lửa hết trơn nè không. Mưa nè nè thấy không. Nè cái này lên không ấy đi. Con này mấy con này tuột lửa hết nè. Tuột lửa hết lên nè. Là mấy con này là mấy con vướng vẩn.
tuột lửa hết. Điều con nọt lên rồi không nói đi. Ông mới lên nè. Còn nó là xanh lắm. Lâu giờ là mình chỉ là bắt chim nằm nền thôi đó, chứ chim quắc nó hết di cư rồi anh em ơi. Chỗ em á nó di cư lúc mà cái thời mà em bảy lúc hai mấy con đó, là lúc đó nó di cư mạnh á, mà nó bị bệnh tức ghê tức thiệt đó. Giờ bắt nó vẫn lấy gái thôi, chắc miếng tứ để em qua đây đi ngày mai, đi ngày mốt nữa coi, hai đêm nữa coi sao nổ không nổ rồi em bỏ luôn, bỏ đây thời gian đi xong rồi quay lại tính sao. Em dạy bãi kia em đánh chích mới được, chích với chim nhỏ nó đánh hoài mà chưa đánh được. Thôi thôi em cũng tranh thủ xong đồ về anh em ơi, mà tối trời mưa quá không có quay cảnh bắt chim bắt cò gì được. Bây giờ mình bỏ nó vô túi. Tối đâu quay cái bắt gì đâu, mưa gần chết luôn, bắt gì quay gì được, quay có quay được thì quay, anh em mình coi đã buồn chơi. Chim á bữa nay thời tiết thì sao, chim nó sao sao quá, mưa 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 trắng giấy ha, sáng tao bơm nước bơm đồ luôn nè. Rồi thôi em cũng xong đồ về luôn em ơi, cũng trễ rồi, nắng lên rồi, về nghỉ ngơi nữa, về bằng chim bằng cò nghỉ ngơi nữa. Rồi thôi tạm biệt anh em nha.